Xế chiều nhạc miệng chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Thực tế là ở giải Tứ Hùng Hải Phòng thì những cầu thủ như là Siradi và Durozek cũng đang hòa nhập tốt. Thì rất đáng tiếc Durozek đã gặp phải một chấn thương tương đối nặng trong trận giao hữu với câu lạc bộ Phú Đồng. Tosin ngay lập tức là dấu ấn của Tân Bình bên phía câu lạc bộ Hà Nội, rất đẳng cấp. Tosin đã phơ 1-2 với Siradi và bàn thắng thứ hai đã đến với đội bóng thủ đô. Một pha phối hợp trực diện rất hay. Pha lấy bóng hay của Đậu Văn Toàn. Phản công dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và qua người của Paulo Oliveira căng ngang. Nếu là một tình huống căng ngang thì sẽ tốt hơn là một tình huống dứt điểm ở góc như vừa rồi. Tốc độ của Paulo Oliveira trong pha bóng vừa rồi là rất tốt. Anh đã vượt qua được Đoàn Văn Hậu. Và phản công chất lượng đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và qua người hay. Những cầu thủ Brazil thường có kỹ thuật cá nhân tương đối ấn tượng. Ngày hôm nay thì cả Paulo Oliveira và Machado Restinga đều có những pha xử lý đậm chất cao thủ Brazil. Tosi. Thực tế là ở giải Tứ Hùng Hải Phòng thì những cầu thủ như là Siradi và Durozek cũng đang hòa nhập tốt. Thì rất đáng tiếc Durozek đã gặp phải một chấn thương tương đối nặng trong trận giao hữu với câu lạc bộ Phú Đồng. Tosi ngay lập tức là dấu ấn của Tân Bình bên phía câu lạc bộ Hà Nội, rất đẳng cấp. Tosi đã phơ 1-2 với Siradi và bàn thắng thứ hai đã đến với đội bóng thủ đô. Một pha phối hợp trực diện rất hay. Chắc chắn là ban luyện đội bóng thủ đô rất mừng bởi chỉ vào sân ít phút thôi thì Tosi đã có bàn thắng. Tỷ số là 2-0 cho đội bóng Hà Nội. Đúng là vẫn có rất nhiều những sự khác biệt. Cho dù ở Hà Nội mùa giải này họ đã thay đổi phong cách chơi bóng của mình, chậm rãi, không ào ạt, nhưng những pha phối hợp của họ thì thực sự là quá hay. Pha kiến tạo điểm 10 của Siradi trong pha bóng này và tình huống chạm bóng để dứt điểm của Tosi cũng xứng đáng giành được những lời khen ngợi. Mới lần đầu tiên chơi với nhau thôi nhưng Siradi và Tosi quá hiểu nhau trong pha bóng này. Đào Văn Nam và Gian Calesio đã bị đánh bại. Sự thất vọng của đội trưởng bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.